Xin chào tất cả quý phụ huynh, các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào tiết luyện tập 2. Ở trong cái bài 33 của sách giáo khoa toán lớp 2, bộ sách kết nối tri thức và cuộc sống. Chúng ta có bài 1 này. Mỗi sọt sẽ đựng những quả bưởi có ghi kết quả là phép tính ghi trên sọt. Như vậy, trước tiên các bạn sẽ tính các cái kết quả của các cái phép tính trên các cái sọt này cho cô. Như vậy ta có 8 cộng 7 bằng 15 này. Đây, cái này sẽ là 15 này. 6 cộng 5 thì bằng 11 này. 7 cộng 5 bằng 12 này. 9 cộng 4 bằng 13 này. Đấy, trước tiên là chúng ta tính như vậy. Và chúng ta sẽ xem thử là cái sọt A này, sọt A này có bao nhiêu quả bưởi. Sọt A là số 15 đúng không? Thì chúng ta sẽ đếm này, số 15 này. Ta đếm từ trên xuống cho nó đỡ bị sót nhá. 1 này, 2 này, 3 này. Như vậy sọt 3, sọt A là có 3 quả bưởi. Đấy, số 15, 1, 2, 3. Tiếp theo sọt B. Sọt B là số 11. Các em sẽ đếm em thử có mấy số 11 nhá. Chúng ta có một số 11 này, 1 này. 2 này. Như vậy sọt B có 2 quả thôi. Đấy. Như vậy ở đây các bạn sẽ điền là số 2. Tiếp theo sang sọt C. Sọt C ở đây là 12, số 12. Như vậy các bạn xem thử sọt C có bao nhiêu số 12. Đếm từ trên xuống, 1 này, 2 này, 3 này. Như vậy cái sọt có số 12 này sẽ có được 3 quả. Như vậy chúng ta sẽ điền đây là số 3. Các em sẽ xem sọt D. Sọt D là số 13. Các em đếm thử có mấy quả số 13 nhé. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Như vậy cái sọt số 13 có 4 quả. Về ở đây chúng ta sẽ điền số 4. Như thế là chúng ta vừa hoàn thành xong được bài tập số 1. Những bạn nào mà chưa xong bài tập số 1, các em dừng lại tiếp tục làm cho xong. Cô và các bạn sẽ chuyển sang bài tập tiếp theo là bài tập số 2. Bài tập số 2 là một bài về so sánh. Để so sánh được thì các bạn sẽ tính kết quả của các cái phép tính, sau đó chúng ta sẽ so sánh hai bên. Ví dụ ở đây ta tính ra là, các em sẽ tính ra là chúng ta có 5 cộng 7 bằng 12. Các bạn lấy bút chì các bạn ghi. Như vậy bên này bằng 12, bên này cũng bằng 12. Hai bên cùng bằng 12 thì ở đây các bạn sẽ điền dấu bằng. Được không? Điền dấu bằng. Tiếp theo, cái này các bạn 8 cộng 3 bằng 11. 3 cộng 8 cũng bằng 11. Cả hai bên cùng bằng 11 thì ở đây các bạn cũng điền dấu bằng. Điền dấu bằng. Sang ý tiếp theo, ở đây các bạn có là 6 cộng 7 thì cái này bằng 13. Bên này bằng 13, bên này bằng 12 thì ta có 13 sẽ lớn hơn 12, kem điền dấu lớn hơn. Tiếp theo nữa, ta có 6 cộng 5, cái này bằng 11. 6 cộng 6, cái này bằng 12. Như vậy rõ ràng 12 thì 11 thì sẽ bé hơn 12, kem điền dấu bé hơn. Cuối cùng, ta có 7 cộng 4 thì bằng 11. Bên này thì bằng 12. Như vậy 11 sẽ nhỏ hơn 12, kem điền dấu bé hơn. Như thế là chúng ta đã vừa hoàn thành thêm được bài tập số 2. Những bạn nào mà chưa xong, các bạn dừng một chút để tiếp tục làm cho xong. Cô chuyển sang bài tập tiếp theo là bài tập số 3. Lấy 2 trong 3 túi gạo nào đặt lên lĩa cân bên phải để cân thăng bằng. Như vậy ở đây chúng ta sẽ tính kết quả. Ta có là 3 cộng với 9. 3 cộng với 9 thì bằng 12. Như vậy các bạn sẽ chọn hai cái túi nào. Hai cái túi nào trong các cái túi này, chúng ta có hai túi nào mà chúng ta cộng lại nó cũng bằng 12. Cái này này, khi cân thăng bằng tức là cái cộng hai quả cân, hai cái đồ vật bên này nó phải bằng cái khối lượng ta cộng hai cái đồ vật bên này. Như vậy bên này ta có 9. 3 cộng với 9 thì bằng 12 rồi.
Như vậy chúng ta phải lấy hai cái túi nào cộng với nhau để nó cũng bằng 12. Như vậy thì các bạn sẽ lấy cái túi này này. Đấy, chúng ta sẽ lấy túi này. Kem cộng với túi này. Bởi vì là 5 cộng với 7 cũng bằng 12. Như vậy các bạn cho hai cái túi này lên cân thì cả hai bên, bên này bằng 12 này. Bên này cũng bằng 12 thì cân nó sẽ thăng bằng. Như vậy chúng ta sẽ lấy hai túi này. Tiếp theo sang bài tập số 4. Một cửa hàng điện máy buổi sáng bán được 11 máy tính, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng là 3 máy. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu máy tính? Như vậy muốn biết buổi chiều bán được bao nhiêu thì chúng ta sẽ lấy số máy tính buổi sáng các em trừ đi 3. Như vậy lấy 11 trừ đi 3, 11 trừ đi 3 thì bằng 8 máy tính. Đáp số ông ta sẽ là 8 máy tính. Như vậy chúng ta có bài tập số 4 như sau. Buổi chiều cửa hàng bán được số máy tính là 11 kem sẽ lấy 11 máy trừ đi 3 thì sẽ bằng 8 máy. Đáp số 8 máy tính. Như vậy là chúng ta đã vừa đi xong được cái tiết luyện tập 2 ở trong quyển sách giáo khoa toán lớp 2 bài 33 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Để tiếp tục đón xem các video mới trên kênh, các em hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các bài học tiếp theo.